Học liên hệ là một quá trình mà qua đó động vật học được cách kết nối một hành động với một kết quả hoặc một tín hiệu nào đó. Điều này giúp chúng thích nghi và tồn tại trong môi trường sống của mình. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sâu hơn về khái niệm này qua các ví dụ cụ thể. Vậy học liên hệ là gì? Đó chính là khi động vật học được cách kết nối một hành động với một kết quả hoặc một tín hiệu nào đó. Điều này có thể xảy ra một cách tự nhiên hoặc thông qua huấn luyện có chủ đích. Hãy tưởng tượng thế này nhé. Nhà khoa học nổi tiếng Pavlov đã làm một thí nghiệm với những chú chó. Thí nghiệm này đã trở thành một trong những ví dụ kinh điển nhất về học liên hệ cổ điển. Mỗi lần ông cho chó ăn, ông đều rung một chiếc chuông. Ban đầu, những chú chó không có phản ứng gì đặc biệt với tiếng chuông. Sau một thời gian, điều kỳ diệu đã xảy ra. Chỉ cần nghe thấy tiếng chuông, những chú chó bắt đầu chảy nước miếng, cho dù lúc đó không có thức ăn. Điều này chứng tỏ rằng chúng đã học được cách liên hệ tiếng chuông với việc được cho ăn. Chỉ cần nghe thấy tiếng chuông, những chú chó bắt đầu chảy nước miếng, cho dù lúc đó không có thức ăn. Đây là một minh chứng rõ ràng cho việc học liên hệ cổ điển, nơi một tín hiệu mới, tiếng chuông, được kết nối với một tín hiệu ban đầu, thức ăn. Đây là một ví dụ tuyệt vời về học liên hệ cổ điển. Tín hiệu ban đầu, thức ăn, đã được kết nối với một tín hiệu mới, tiếng chuông, tạo ra một phản ứng mới ở động vật. Tín hiệu ban đầu, thức ăn, đã được kết nối với một tín hiệu mới, tiếng chuông. Điều này cho thấy rằng, động vật có khả năng học hỏi và thích nghi với các tín hiệu mới trong môi trường của chúng. Học liên hệ còn được ứng dụng rất nhiều trong việc huấn luyện động vật. Khi dạy cún cưng của bạn ngồi, bạn thường cho chúng bánh thưởng, phải không? Đây là một ví dụ điển hình của việc sử dụng học liên hệ trong huấn luyện. Khi dạy cún cưng của bạn ngồi, bạn thường cho chúng bánh thưởng, phải không? Dần dần, cún sẽ hiểu rằng ngồi xuống sẽ mang lại phần thưởng. Điều này giúp chúng học cách thực hiện hành động mong muốn để nhận được phần thưởng. Dần dần, cún sẽ hiểu rằng ngồi xuống sẽ mang lại phần thưởng. Quá trình này không chỉ giúp cún học được hành động mới, mà còn tạo ra một mối liên hệ tích cực giữa hành động và kết quả. Ngược lại, nếu cún làm sai, bạn có thể tạo ra âm thanh khó chịu hoặc không cho bánh. Điều này giúp chúng hiểu rằng hành động đó là không được và cần phải thay đổi. Cách này giúp cún hiểu rằng hành động đó là không được. Qua đó, chúng sẽ học cách tránh những hành động không mong muốn và tập trung vào những hành động mang lại kết quả tích cực. Không chỉ riêng loài chó, học liên hệ còn xuất hiện ở rất nhiều loài động vật khác. Chẳng hạn như cá voi sát thủ, chúng được huấn luyện để biểu diễn những màn trình diễn phức tạp thông qua thức ăn và phần thưởng. Điều này cho thấy rằng học liên hệ có thể được áp dụng rộng rãi trong việc huấn luyện các loài động vật khác nhau. Hay những chú chim bồ câu, chúng cũng học được cách phân biệt hình ảnh và nhận phần thưởng khi chọn đúng. Điều này chứng tỏ rằng học liên hệ không chỉ giới hạn ở một vài loài động vật mà có thể áp dụng cho nhiều loài khác nhau. Học liên hệ đóng vai trò quan trọng trong cách động vật ứng xử với môi trường. Nhờ đó, chúng có thể học cách tránh xa nguy hiểm, tìm kiếm thức ăn hiệu quả hơn, từ đó nâng cao khả năng sinh tồn. Điều này cho thấy rằng học liên hệ không chỉ quan trọng trong môi trường nuôi nhốt, mà còn trong tự nhiên. Mình hy vọng video này đã giúp các bạn hiểu rõ hơn về học liên hệ ở động vật. Đây là một chủ đề vô cùng thú vị, giúp chúng ta khám phá thêm về thế giới hành vi của các loài động vật. Học liên hệ không chỉ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cách động vật học hỏi, mà còn mở ra nhiều cơ hội trong việc bảo tồn và chăm sóc chúng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nhớ like và subscribe kênh để đón xem thêm những video thú vị khác nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.